chúng mình ấy đi chơi thôi. Hôm nay bé Kem và bé Sữa sẽ đi chơi một chú gấu khổng lồ các em ạ. Đây, đây có chú gấu khổng lồ rất là to nha. Đấy các bạn, cưỡi cả lên gấu khổng lồ đấy. Nhảy lên mũi con ơi, nhảy lên mông kìa. Wow, cái tay của bạn gấu cũng rất là to luôn. Đấy, bạn Sữa bạn trèo lên đầu đấy. Trèo lên con ơi. Nhảy lên trên bụng kìa. Kem có trèo lên đi con. Kem có trèo lên không con? Ây ồ, bạn Sữa đang cưỡi cái chân. Còn bạn Kem thì cưỡi cái tay. Gấu đánh rắm á. Trèo lên con, trèo lên bụng nhảy. Trèo lên trên bụng đi con. Wow. Cưới lên bạn gấu khổng lồ có thích không con? Kem hay con, cây Kem hay con trèo lên đi. Con đứng đây con nhảy đi xem nào. Bạn gấu khổng lồ. Chơi với bạn gấu đó con. Cưỡi chân bạn gấu này. Chân bạn to chưa? Cưỡi chân kia kìa. Mũi của bạn gấu kìa. Cái gì đấy con? Bạn Kem với cái gì đấy bạn Kem? Chim. Cái chim à? Kìa bạn gấu tia kìa, bạn gấu tia kìa. Nào bạn Kem mời vào cho bạn gấu tia nào. Nào bạn Sữa. Ô bạn gấu tia, bạn gấu tia, bạn Sữa kìa. Kem ơi, con nhảy lên mũi bạn gấu thế nào? Con trèo từ dưới trèo lên đi. Bạn gấu tia lên đầu bạn Sữa rồi. Nào Kem trèo lên đi con. Sữa ơi vào đi con. Sữa trèo lên bụng con bạn gấu mẹ xem nào. Hai bạn quay đây cười tươi mẹ xem nào. Bạn thấy làm gì đấy? Sữa cưới một bên chân, anh Khang cưới một bên. Sữa nằm đấy đi con, sữa nằm đấy đi để mẹ chụp ảnh cười tươi. Kem cười tươi nào kìa Sữa ơi. Sữa kìa, bạn gấu bạn gọi kìa. Bạn gấu bạn gọi bạn Sữa ơi. Bạn chơi mày tớ nào. Sữa ơi quay đi cười tươi mày chân nào. Kem đứng xa đó chứ Kem đứng gần đấy. Rồi. Bây giờ chúng mình chào các bạn đi, chúng mình đi chơi trò khác nè. Tạm biệt các bạn. Các bạn hãy đăng ký kênh giúp chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn. Tạm biệt các bạn.